3 bí quyết cải vận cực kỳ hiệu quả giúp thoát nghèo và trở nên giàu có. Bạn đang khó khăn, nghèo túng hoặc nợ nần. Bạn đang muốn đẩy lùi vận đen xưa nay vẫn đeo bám mình. Bạn muốn thành công và giàu có. Có 3 bí quyết cải vận cực kỳ hiệu quả dành cho bạn. Nếu thấu triệt và áp dụng thuần thục, mọi khó khăn đều sẽ trở thành chuyện nhỏ. Bạn sẽ sớm đạt được những điều mình mong muốn. Vậy đó là 3 bí quyết nào? Bạn hãy lắng nghe nhé. Bí quyết thứ nhất, hãy áp dụng phép điều khí bằng một nguyên nhân nào đó, có thể là do ngày giờ sinh, có thể là do phong thủy, có thể là do phúc đức, cũng có thể là tình cờ gặp cái thứ gì đó chẳng lành mà một màn khí trường hắc ám đã hình thành bao quanh thân bạn, bủa vây bạn, gây bất lợi cho bạn hoặc cho cái thân thể của bạn. Loại khí trường không tốt này thực sự tồn tại, nó từng phút, từng giây bức xạ tâm lý, tư duy, tâm tình bạn, từ đó tác động vào quan hệ giao tiếp, vào sự nghiệp, tài vận, hôn nhân và mọi thứ trong cuộc sống của bạn. Khổ một nỗi, bạn càng nghĩ về những cái chuyện không hay nhiều, càng than vãn, oán trách số phận bao nhiêu, thì khí trường hắc ám quanh bạn lại như cái thỏi nam châm ấy, càng hút những cái điều tương tự bấy nhiêu. Và đâu dễ dàng điều khiển tâm trí không nghĩ về những cái điều đó, có đúng không ạ? Nhưng mà bạn bắt buộc phải làm việc đó. Loại khí trường này nếu tích tụ lâu dài sẽ gây tổn hại rất lớn. Bằng mọi cách bạn phải xử lý nó. Xử lý nó bằng cái phép điều khí. Áp dụng phép điều khí sẽ khiến cho vận khí của bạn ấy chuyển biến rất là nhanh, đẩy lùi được khí trường không tốt, dần thay vào đó cái khí trường trong lành có lợi. Bạn sẽ được tiếp nhận một cái nguồn năng lượng tích cực, khiến cho mọi thứ diễn ra trong cuộc sống của bạn ngày một tốt lên. Vậy áp dụng phép điều khí như thế nào? Đầu tiên, bạn phải lập tức củng cố lại tinh thần. Mọi thứ sẽ không thể tốt lên nếu bạn còn đang giữ cái tâm trạng ảo não, chán chường, mất ý chí. Mọi việc sẽ chuyển biến tốt hơn khi bạn đối mặt với chúng bằng một cái tâm thế bình thản, gặp việc mà không loạn, dù là buồn vui, sướng khổ. Sau đó bình tĩnh mà tìm giải pháp. Chắc chắn lúc bình tâm tĩnh trí, bạn sẽ đưa ra được cái phương án tốt hơn khi tâm trí đang bấn loạn, buồn rầu, lo sợ. Có những cái câu nói rất hay như thế này: người thích cười thì vận may không quá kém. Chỉ khi bạn đối mặt với cái cuộc sống bằng một cái tâm trạng tích cực thì cuộc sống mới trả lại bạn những cái điều tương tự. Cuộc sống là một tấm gương, khi bạn cười, nó cũng sẽ mỉm cười với bạn. Tâm lý sẽ quyết định cuộc sống của mỗi con người. Sau khi có được một cái tâm lý tốt, mang hơi hướng tích cực rồi, bạn có thể tiếp tục áp dụng cách sau để triệt để đẩy lùi những cái thứ không tốt quanh bạn và củng cố thêm nguồn năng lượng tích cực cho mình. Đó là hãy đi đâu đó, tự thưởng cho mình một cái chuyến du lịch chẳng hạn, đến những cái nơi không khí trong lành, tươi mát để hấp thụ nguồn năng lượng mới. Thay những cái đồ trang sức hoặc quần áo cũ bằng toàn bộ đồ mới. Ngoài ra, bạn nên ở gần những con người tích cực, nhiều năng lượng. Nếu gần những người mà bạn cũng như bạn ấy, hay than thân trách phận, âu sầu ủ ê, thì chỉ càng làm cho bạn thêm bi quan, không có lối thoát hơn mà thôi. Nói chung là nên tránh xa những con người đấy, kể cả là những cái thông tin tiêu cực, những cái bài hát mang tính chất tiêu cực có thể làm dấy lên cái tâm trạng lo buồn của bạn cũng đều tránh xa hết. Và bạn cũng có thể dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc trong nhà, tạo ra một cái không gian mới tươi tắn, thoáng khí và nhiều ánh sáng hơn. Bằng cách đó, dần dần bạn sẽ loại bỏ được những khí trường xấu quanh người và thay vào đó là những khí trường tươi mới, tràn đầy năng lượng và sự may mắn. Bí quyết thứ hai, đó là sự tự kỷ luật bản thân cao độ. Thành công của một người có thể cần một chút may mắn. Đúng vậy, nhưng những người biết tự kỷ luật bản thân sẽ tự tạo ra may mắn cho mình nhiều hơn. Đằng sau một thành tích xuất sắc thường là cả một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ. Đó, thường là như thế. Bạn cần có một kế hoạch hành động cụ thể cho mục tiêu của mình, cả ngắn hạn và dài hạn. Bạn cũng cần phải tính toán đến những cái biện pháp tối ưu hóa thời gian, tiền bạc, sức lực, sao cho có thể hoàn thành mục tiêu trong một khoảng thời gian sớm nhất, tiết kiệm nhất và đỡ tốn công sức nhất. Không ngừng học hỏi, tôi luyện và thực sự kỷ luật bản thân thì kết quả bạn nhận được sẽ tuyệt vời hơn cả những cái gì bạn tưởng tượng đấy. Thứ ba, hãy học cách yêu thương tiền.
Vâng, bạn không nghe lầm đâu. Khi bạn yêu thương tiền thì tiền sẽ yêu thương lại bạn. Vậy, điều gì thể hiện bạn là người yêu thương tiền? Đó là sự biết ơn và trân trọng tất cả những khoản tiền mình có trong quá khứ, ở hiện tại và cả tương lai. Không kể ít hay nhiều, kể cả những đồng tiền lẻ. Cái gì đáng tiêu thì tiêu, cái gì thể hiện sự hoang phí, không mang lại giá trị tích cực thì bạn nên cân nhắc và giữ những cái đồng tiền ấy cho mình thì sẽ tốt hơn. Nếu là tiền mặt, bạn hãy để chúng có trình tự, ngay ngắn và phẳng phiu. Đừng để chúng nhàu nát, lộn xộn, mất trật tự. Bạn cũng có thể áp dụng thêm phương pháp dùng tiền để tụ tiền trong phong thủy. Tôi có một cái gợi ý như thế này nhá. Sáng ra, trước khi đi ra khỏi nhà, bạn hãy dùng một chiếc bút màu đỏ viết vào lòng bàn tay thuận của mình hai chữ có tiền. Ngày nào cũng làm như vậy và hãy chờ đợi cái sự thay đổi đến với bạn. Trên đây là ba bí quyết cực kỳ hiệu quả giúp bạn có thể thoát nghèo và trở nên giàu có. Nhưng mà các bạn cần chú ý này, mọi việc đều nên lấy phúc đức làm đầu thì mới đạt được hiệu quả lâu bền. Đến đây thì tôi xin kết thúc phần này. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và nhớ like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.